Cũng xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu Phú Mỹ Hưng, khu đô thị 5 sao đầu tiên của Sài Gòn. Thì hôm bữa em có đi cái chợ Tân Mỹ về đêm đó. Thì cái chợ Tân Mỹ đó cách trung tâm đô thị này khoảng gần 1 km, mình đi bộ khoảng chừng 10 phút rất là ngắn. Nhưng mà cái khu này rất là thoáng mát, sạch sẽ, rất là sang trọng. Và chúng ta đang ở đây là bên phía nam của khu Phú Mỹ Hưng. Mình thấy cái hình ảnh này ban ngày nó khác với ban đêm nè. Thì khu Phú Mỹ Hưng này được chia thành hai khu, khu Nam và khu Bắc. Trục chính là đường Nguyễn Văn Linh. Khu đô thị này được xây dựng từ năm 1993 cho tới ngày nay thì cũng 93 hơn 20 năm hả? Gần khoảng 20 năm. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của một cái đầm lầy ngày xưa, từ một khu đầm lầy bãi đất trống rồi lao sậy thì bây giờ trở thành một khu đô thị 5 sao. Khu Phú Mỹ Hưng tọa lạc ở phía nam Sài Gòn và thuộc quận 7, nơi đây giáp với nhà Bè, và dân số đây khoảng theo em tìm hiểu thì khoảng 30.000 người, 30.000 dân ở đây, và trong đó có hơn 50% là người nước ngoài, và trong đó nhiều nhất là người Hàn. Người Hàn ở đây rất là nhiều luôn. Mình thấy ở đây không có sợi dây điện nào hết ha. Hình ảnh rất là mát mẻ, thích hợp cho các anh chị và các bạn ở đây nghỉ dưỡng, và đa phần ở đây là những người có thu nhập cao, những người nói chung là những người giàu đó, những ông chủ ở đây. Ở đây thì cũng có rất là nhiều quán ăn, hàng quán, và quán ở đây dạng như là quán nhà hàng đó, chứ không phải như là ở trong các quận khác. Ở đây thì không có vỉa hè hả, không có được bán ở vỉa hè, chứ không phải không có vỉa hè, không có nhầm. Đây là cái một trong những trục đường chính giao với đường Nguyễn Văn Linh nè. Chúng ta đi sẽ tới tí là giao với đường Nguyễn Văn Linh nè. Đường Nguyễn Văn Linh là đường con đường đầu tiên làm ở đây và chia đôi cái khu Phú Mỹ Hưng này thành hai khu. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên khu Bắc bên kia ha. Nơi đây cách trung tâm Sài Gòn khoảng 4-5 km, đi về hướng Bắc. Nghĩa là chợ Bến Thành chúng ta có 4 hướng nè, Đông Tây Nam Bắc, thì cái khu đô thị này nằm ở hướng Bắc của chợ Bến Thành. Và phía trước mặt ta đó là con đường Nguyễn Văn Linh đó, quẹo quẹo phải thì mình sẽ đi về cầu Phú Mỹ, ở trái mình sẽ ra quốc lộ, đi quốc lộ 1 đi về miền Tây luôn á. Ở đây hệ thống camera có khắp nơi và giao thông ở đây quản lý bằng camera. Đợi đèn đỏ xíu nha, rồi tiếp tục. Ở đây nếu mà ai vượt đèn xanh đèn đỏ thì sẽ được gửi giấy báo về nhà, hoặc là khi mà đăng kiểm xe lại đó thì họ bắt buộc mình phải thanh toán những cái khoản vi phạm rồi mới tiếp tục được lưu hành. Cũng giống như con người ta vậy đó,
Có người thì sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thời buổi chiến tranh loạn lạc, người thì sinh ra trong thời bình, trong nhung lụa. Nó thành phố Sài Gòn chúng ta cũng vậy, nhiều khu quận nhất, khu chợ lớn được hình thành từ những thời sơ khai, những thời mà điều kiện thiếu thốn. Còn ở Phú Mỹ Hưng này được sinh ra từ cái lúc ban đầu là những cái vật chất hiện đại, công nghệ tối tân, nên mình thấy nó được quy hoạch ngay từ đầu đó, nên mình thấy những cái hình ảnh này nó khác với những hình ảnh ở những cái quận khác, như là dây điện chằng chịt rồi lỗ cống nằm ở giữa đường rồi vỉa hè chỗ rộng chỗ hẹp, rồi nói chung là không có cái quy hoạch tổng thể không thống nhất ngay từ đầu, nên thành ra mình thấy ở đây rất là khác ha. Có xe hơi đậu cũng nhiều hơn nữa, và buổi tối ở đây xe hơi đậu thoải mái luôn, một con đường này buổi tối lên đèn rất là đẹp. Và ở đây có những cái biệt thự mà biệt lập luôn, là không có người lạ không được vào luôn. Và ở đây một căn hộ đây có giá khoảng triệu đô, 5 tỷ, 10 tỷ là bình thường ha. 10 tỷ là cũng cỡ 500 ngàn đô rồi. Ở đây cũng có mấy khách sạn, Bin Bin Hotel. Ở đây là đường số 2 nè. Nếu các anh chị và các bạn nếu có dịp về Sài Gòn, hoặc là các anh chị nghe nói đến khu này, thì hôm nay chúng ta lại có dịp đi khám phá một vòng. Và khu này nếu mà mình đi bộ thì nó rất là lớn mà không có nhiều hoạt động để mình xem, nên thành ra mình chạy xe máy đi một vòng đi ha, cho nó dễ nhìn. Và diện tích của khu này khoảng 750 hecta, gần cả ngàn hecta nữa. Mình đang đi lòng vòng ở bên khu bắc của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Mà ở đây thì có ở đây như là một cái khu phức hợp, có trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ, rồi siêu thị, đặc biệt là rất là nhiều cái hãng xe có thương hiệu, hãng xe lớn nằm ở bên khu Phú Mỹ Hưng này, như Toyota, Chevrolet, rồi BMW, rất là nhiều luôn. Mình sẽ chạy qua một cái con đường khác. Và con đường này ở đây là đường Cao Triều Phát, và ban đêm con đường này lên đèn rất là nhiều, và đa phần con đường này là những cái hàng quán món ăn đậm chất Hàn. Những anh chị nào mà thích những cái món Hàn như là BBQ, rồi kim chi, rồi karaoke, thì bia club, thì mình đi con đường này. Đây là con đường Cao Triều Phát, rất là nhiều luôn, massage, là làm đẹp gì đó, hay là quán nhậu, là con đường này. Cái kiểu sinh hoạt giống y chang người Hàn vậy đó, người ta đi nhậu khoảng tầm 10 giờ là người ta về, và những nhà hàng ở đây cũng vậy, nhậu khoảng 10 giờ là nhà hàng đóng cửa, còn lại là những bia club. Có lẽ ở bên đây dễ sống hơn là ở bên Hàn, nên thành ra rất nhiều người Hàn tập trung ở khu Phú Mỹ Hưng này. Trường học, quán ăn, đồ người Hàn không ha. Cao Triều Phát,
mình sẽ quẹo phải đi một vòng nữa nha. Bên đây thì đông hơn, mình thấy mật độ dân số bên đây đông hơn là bên khu khu Nam. Khu Nam bên kia giáp với nhà bè, hiện bên kia thì nhiều biệt thự hơn, ở bên đây thì nhiều cái căn hộ hơn. Đó, mình thấy bên cánh trái thì có mấy chung cư nè. Một chung cư ở đây, một căn hộ ở đây, nói chung là có nhiều cái diện tích lắm, mà trung bình khoảng 6 tỷ 7 tỷ, đó là mức trung bình thôi. Còn cao cấp hơn nữa, diện tích rộng hơn nữa thì tùy mỗi căn hộ. Hôm nay em chạy một vòng, sẵn có dịp đi công việc bên đây rồi quay vài hình ảnh gửi cho bà con quát cùng xem. Bây giờ quay phim trở thành cái thói quen rồi, nó như nghiện vậy đó, đi đâu mà không quay thì không được, đưa lên cho bà con cùng xem chơi, cho biết Sài Gòn chúng ta ngày nay như thế nào, và biết đâu trong những hình ảnh này mình lại có được cái thấy được người quen, hoặc là khơi gợi một số hình ảnh về ngày xưa, chút thương chút nhớ gửi về Sài Gòn thông qua video này. Và sau mỗi video em nhận lại được rất nhiều cái comment của cô chú anh chị, nhưng mà mấy bữa nay bận quá, tháng này nhiều việc quá, thành ra em trả lời hơi chậm trễ, các anh chị các bạn thông cảm nha. Con đường này rất là mát, rất là đẹp nè. Mình lại ra khu lớn nữa rồi, con đường lớn rồi nè. Con đường này buổi tối lên đèn rất là đẹp. Hai bên đây có mì dim sum nữa. Đặc biệt ở bên đây rất là nhiều cây cối, nên ở đây không khí bên đây rất là mát mẻ. Và mình nhìn thấy rất cũng ít xe máy nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra con đường lớn hả, đi quẹo vô con đường nhỏ chút xíu nữa đi, rồi mình ra ra đường Nguyễn Văn Linh. Hôm bữa mình có đi một vòng ở khu Phú Mỹ Hưng, nhưng mà bên phía khu Nam tiếp giáp với nhà bè, thì bên đó mình thấy đất cũng còn nhiều cái nhà chưa xây, nhiều nền đất còn trống. Đây đa phần là tiếng Hàn nè, những biển hiệu tiếng Hàn không nè. Còn bên đây thì quỹ đất không còn nhiều. Khu này là khu Gia Hưng 4. Thẳng con đường này chúng ta sẽ đi ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, một trục đường lớn giống như cái xương sống của khu này vậy đó. Và con đường đó có rất là nhiều container. Từ khi có con đường đó thì giao thông trở nên thuận tiện hơn, nếu mà đi từ miền Tây đi tới miền Đông. Còn nó còn thuận tiện hơn nữa khi mà cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ được thành lập, được xây hình như là 2009 thì phải, hình như là cầu Phú Mỹ 2009, tới bây giờ cũng cả 10 năm rồi. Nếu các anh chị đi từ Bắc vô Nam đó, là đi qua cầu Phú Mỹ sẽ rất là thuận tiện ha. Còn đi vô cầu Sài Gòn thì qua trung tâm Sài Gòn thì đông đúc chật chội. Còn đi qua cầu Phú Mỹ thì đi thẳng đại lộ Nguyễn Linh này tới đường cao tốc Trung Lương luôn. Mình từ đây mình đi về miền Tây Bến Tre rồi đó ha, là khoảng chừng một tiếng đồng hồ, không tới, 45 phút.
quẹo phải ha, đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh nè. Đại lộ này có độ dài khoảng 17 km, 17 km từ cầu Phú Mỹ cho đến quốc lộ 1. Theo thẳng hướng này mình sẽ đến quốc lộ 1 nè. Và cái đường này có tổng bề ngang khoảng 120 m, đường rất là lớn nên gọi là cái đại lộ đó. Cái làng bên trong đây là cho xe máy, xe hơi, làng ngoài xe hơi và xe tải. Ở giữa thì có một cái con rạch nhỏ nhỏ, giống như là một cái công viên nhỏ nhỏ vậy đó, chia đôi hai cái phần đường. Phần bên đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 làn xe. Các anh chị thấy 6 làn xe nè. Và phần bên kia ngược lại cũng vậy ha. Qua đây mình thấy có cái siêu thị rất là lớn, Vivo City. Cái siêu thị này nguồn gốc từ Singapore nè. Ở bên Singapore thì cũng không lớn bằng ở đây nữa, mà không đẹp, không sang bằng ở đây. Siêu thị này ở bên Singapore là gần cái đảo Sentosa đó. Nếu anh chị đã đi Singapore thì nếu mà tới Sentosa thì mình thấy có cái Vivo City, mà ở đó có cáp treo để đi qua đảo đó. Thì từ cái siêu thị đó mình đi qua đảo đó. Còn ở Việt Nam này thì cái siêu thị này nằm ở dọc cái con đường mặt tiền, nó nằm ở dọc cái đường phố của Nguyễn Văn Linh nè. Sài Gòn bây giờ là 9 giờ hơn. Sẵn hôm nay có việc đi một vòng bên đây rồi, em dẫn các anh chị và các bạn đi đi chơi luôn. Ở đây giờ có dự án nên mình ta rào lại nè, chắc chuẩn bị xây nhà cửa rồi lên. Rồi ngày xưa con đường này cũng là cái đầm lầy đó, ruộng đồng, cây cối rồi lau sậy, đất trống. Đường này thường xuyên là phải tu bổ nè, bởi vì ở đây thường xuyên bị sụt lún nên thành ra ở đây người ta tu bổ liên tục. Mà đặc biệt con đường này thu phí rất là rẻ. Hình như là có 5-10 ngàn gì thu phí để đi cái đường đó đó. Ở đây là đường Nguyễn Lê Văn Lương, đi thẳng qua kia là Nguyễn Hữu Thọ. Và tới tí nữa là cầu Kênh Tẻ. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về quận 4 và đi qua cầu Ông Lãnh, đi về quận Nhất. Qua hai cây cầu là chúng ta sẽ đến trung tâm Sài Gòn. Và cái đoạn này bây giờ rất là phát triển. Ở đây có mấy trường đại học xây lên thì khu này trở nên đông đúc hơn, tấp nập hơn, bởi rất nhiều sinh viên ở đây. Ở phía sau đây là những cái lốc trường đại học nữa đó, rất là lớn, ở trong đó rất là mát. Mình thấy có sinh viên là sẽ có quán cơm bình dân, rồi cơm tấm, rồi hủ tiếu, bánh canh, xôi, cơm gà, bún thịt nướng, bún nem nướng, bánh nướng, bánh hỏi, nuôi xào, mì xào, trà sữa. Con đường này mát hay chưa? Rất là đẹp luôn ha. Ở bên đây mát mẻ lắm. Rồi một số hình ảnh ở khu Phú Mỹ Hưng, dạo quanh khu nhà giàu gửi các anh chị và các bạn để mình có cái nhìn mới hơn, và cập nhật số hình ảnh ở đây để các bà con các bác chúng ta cùng quan tâm theo dõi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video clip ngày hôm nay, và hẹn các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo nhé. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn.